Thời gian qua trên đột lan truyền hình ảnh một em nhỏ nhắn siêu dễ yêu thương. Cậu nhỏ nhắn để kiểu đầu nắm huyền thoại, đôi mắt đen thông minh và gương mặt có thể chế cả rổ meme. Cứ cái ảnh nào có mặt nhỏ nhắn là lại gắn liền với các sân xa chào cô chú đi con. Tìm hiểu mới biết, Sa chính là tên của nhỏ nhắn. Bé Sa là đại trượng phu của youtuber Quỳnh Trần, một thiếu nữ Việt lấy chồng Nhật và đang sống trên đất Nhật. Kênh của bà Quỳnh cách youtuber tự xưng, có hơn 1 triệu lượt đăng ký kênh và đã chiếm được nút quà youtuber. Cậu nhỏ nhắn Việt lai Nhật cùng mẹ hiện ra trong các lúc ăn uống, kênh đạt hơn 1 triệu lượt đăng ký. Nhưng mà vì sao nhỏ nhắn Sa lại bất thần nổi lên trên Việt? Chuyện là thế này. Bé đã cùng mẹ hiện ra xuyên suốt trong gần 400 lốc về ăn uống và cuộc sống tại Nhật. Mỗi lần hiện ra, bà Quỳnh nhắc con chào mọi người đang xem lốc bằng một câu huyền thoại là Sa chào cô chú đi con. 400 lần như một. Có thể xem câu hiệu lệnh này như cách Quỳnh Trần mở màn lốc của mình luôn cũng được. Dân mạng thi nhau chế cháo meme câu Sa chào cô chú đi con gây án ảnh của mẹ Quỳnh trong gần 400 lốc. Và nhỏ nhắn Sa, chắc nhỏ nhắn cũng cảm động vì sự kiên cường nhắc chào cô chú của mẹ mình nên nhiều khi nhỏ nhắn cũng vui tươi chào người xem với giọng nói dễ yêu thương còn hơi ngọng nghịu. Đó là khi nhỏ nhắn vui, còn lúc nhỏ nhắn đang đói hay buồn ngủ thì thôi sự hiện diện của cháu đã làm nụ cười cho người xem lúc. Cơn bão lịch sử vừa đổ bộ vào Nhật Bản, fan của bà Quỳnh ai cũng sợ hãi không biết mẹ con chị đã trú ẩn bình yên không. Thì như một bất thần về định nghĩa tâm định hình giữa dòng đời vạn biến, Quỳnh Trần tổ chức ăn lẩu thái cùng đại trượng phu đón bão. Tâm định hình giữa dòng đời vạn biến là đây chứ đâu. Clip và những hình ảnh về bữa ăn thịnh soạn của hai mẹ con giữa tâm bão của Nhật này được dân mạng Việt share mạnh tay. Hình ảnh của nhỏ nhắn Sa dễ yêu thương di rang khắp. Sa và những biểu cảm từ vui tươi, háo ăn, buồn ngủ, gắt gì bị mẹ nhắc chào cô chú quá nhiều dẫn kế tiếp lôi cuốn sự thân mật của những người yêu trẻ con. Cậu nhỏ nhắn đang nổi rần rần vì sự xinh tươi của mình. Được biết, Sa chính là đại trượng phu thứ hai của Quỳnh Trần, là thành tựu của hành trình cùng chồng thụ tinh nhân tạo trải qua muôn vàn khó khăn.